Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:00 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn bà thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay, giáo trình tương ưng bộ Sanjutta Nikaya, kinh Khatikarasuttang, chương 2, tương ưng thiên tử, phẩm các ngoại đạo, do Thượng tọa Tự Quyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả ta chúng trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa chúng con, không có nghe Thượng tọa Minh Hạnh, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo, con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Để tiếp tục chương trình, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với bài kinh Khatikarasuta. Bài kinh này ở trong cái phẩm tương ưng thiên tử, trong cái chương tương ưng thiên tử phẩm các ngoại đạo, nó lại trùng lập với cái chương 1 tương ương chư thiên phẩm thiều trái, cũng là Khatikarasuta. Có cái việc trùng lập như vậy, lẽ thường thì
có nhiều bài kinh trùng lặp trước đây đã được thông qua để chuyển sang bài mới. Nhưng riêng về bài kinh này, Thượng Tọa Giác Đẳng cho học lại, và có một cái cuộc thảo luận đặc biệt chung quanh vấn đề tại sao có những bài kinh trục lập trong tâm tạng. Thì bây giờ vẫn theo thông lệ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư thí giảng bài học này. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Tây Nguyên vị giảng sư ngày thứ ba giảng giải. Bây giờ mời cô Nguyên Xuất. Nam Mô Bức Thầy. Nam Mô Bức Thầy giá. Dạ con, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tự Siêu đã giảng nhập bài học ngày hôm nay. Kinh Khát Tí Kara Sút Tăng, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử, Phẩm Các Ngoại Đạo. Hôm nay học kinh Khát Tí Kara Sút Tăng có nội dung trùng lập với bài kinh đã học trong Phẩm Thiêu Cháy cách đây không lâu. Đã có nhiều bài kinh trùng lập trước đây và được thông qua để chuyển sang bài mới. Tuy vậy, riêng đối với bài kinh này, sẽ được học lại và đặc biệt thảo luận chung quanh vấn đề tại sao có những bài kinh trùng lập trong tam tạng qua một số câu thảo luận sau. Phải chăng sự giữ nguyên chánh kinh mà không lược bớt sự trùng lập nói lên tinh thần bảo thủ, gìn giữ nguyên gốc của kinh điển Pali? Tại sao khi kết tập kinh điển lần đầu tiên tại Vương Xá Thành, những trùng lập lại xảy ra? Phải chăng do sự sắp xếp bố cục của chương phẩm? Tại sao có những bài kinh do Ngài Upali kết tập trong luận tạng trùng hợp với lời văn trong kinh tạng, thí dụ như kinh Vô Ngã Tướng? Phải chăng ngay từ thời Đức Thế Tôn tại thế đã có sự lưu truyền các bài kinh qua hình thức tụng đọc? Bài đã học ngày 3 tháng 8 năm 2021. Có kiếp trước không có đời sau, kinh Thợ Đồ Gốm Khát Tí Kara Sút Tăng, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Thiêu Cháy. Trong cuộc trầm luân khó biết kiếp này là tri âm mà kiếp sau có còn là tri kỷ. Những tương duyên bằng hữu, thầy trò cũng lắm chuyện xoay chiều. Khó ai tưởng tượng Thợ Gốm nghèo mạt Khát Tí Kara là một đại sư, là một đại cư sĩ hộ pháp cho một vị chánh đẳng chánh giác là Tôn Kassapa. Khát Tí Kara tự mình cũng chẳng biết người bạn trẻ chí thân là Sotipala sau này cũng là một vị chánh đẳng chánh giác. Dù sao cũng trong khả năng hữu hạn biết được bảy tỳ kheo đời trước bây giờ xuất gia theo Đức Thế Tôn Gotama trong hiện tại đồng chứng Anaham và tại cõi tịnh cư đã chứng quả vô sanh ứng cúng. Dù thế nào thì theo lời Phật dạy, cố nhân gặp lại cả hai đều mang thân tối hậu, đúng là khéo tu. Kinh văn: được sanh vô phiền thiên, bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược, vượt bùn họ là ai, khéo vượt lệnh thần chết, sau khi bỏ thân người họ thoát ách chư thiên. Họ là Upaka với Pukku Sati hợp thành là ba vị, và Phá Lá Găng Đá lại thêm Phá Điết Giá với Khanh Đá Đê Quá và Ba Hú Rắc Ghi cùng với Pin Ghi Giá. Sau khi bỏ thân người họ thoát ách chư thiên.
Bạn hiệu đính Thế Tôn, người nói điều tốt lành về bảy tỳ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương, pháp họ biết của ai, đoạn diệt hữu kiết sử. Bản hiệu đính Khatikara, không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài, họ biết pháp của Ngài, đoạn được hữu kiết sử. Chỗ nào danh và sắc đoạn được đoạn diệt không dư, họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Bản hiệu đính Thế Tôn, lời nói người thâm sâu, khó biết khó chứng ngộ, pháp ông biết của ai, sao ông không nói được. Bản hiệu đính Khatikara, thuở xưa con thợ gốm tại quê Há Linh Gá, và con được tên gọi là Khatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia, con viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế vật. Thuở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ, do vậy con biết họ. Bảy tỳ kheo giải thoát đoàn tận tham và sân, vượt qua đời triền phượt. Bản hiệu đính Thế Tôn, vậy này phá hát phát gá quá, chính như ông vừa nói, thổ xưa ông thợ gốm tại quê Há Liên Gá, và ông được tên gọi là Khatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế Phật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta, như vậy là hội ngộ giữa những bời bạn thời xưa, cả hai khéo tu tập mang thân này tối hậu. Bản hiệu đính Thiên tử Khatikara, sanh vào khỏi vô phiền, bảy tỳ kheo giải thoát, không còn tham và sân, vượt dòng ái ở đời. Thế Tôn, ai đã vượt vũng lầy cảnh giới của thần chết, ai bỏ thân nhân loại thoát buộc ràng thiên giới? Thiên tử Khatikara, họ là Upaka cùng Pukku Sati và Phá Lá Găng Đá, hợp lại thành ba vị, rồi thêm Pháp Đi Giá cộng Khanh Đá Đê Quá và Bahu Rắc Ghi cùng với Tiên Ký Giá, sau khi bỏ thân người không ràng buộc thiên giới. Thế Tôn, người nói điều tốt đẹp về những vị tỳ kheo đã thoát bảy ma vương, họ liệu pháp của ai, từ đâu đoàn kiết sử? Thiên tử Khatikara, không ai ngoài Thế Tôn, không ngoài giáo pháp Ngài, họ lãnh hội chánh pháp, đoạn trừ các kiến sử. Chỗ nào danh sắc đoạn, không còn chút dư tàn, do liệu ngộ chánh pháp, họ đoạn hữu kiết sử. Thế Tôn, người nói lời thâm sâu, không dễ hiểu dễ biết, lãnh hội pháp của ai, nói được lời như vậy? Thiên tử Khatikara, kiếp xưa là thợ gốm tên Khatikara tại quê Há Linh Gá, đệ tử Phật Ca Diếp, con phụng dưỡng cha mẹ, con từ bỏ dâm dục, sống phạm hạnh vô cấu, ở cùng làng với Ngài, là bạn thân của Ngài, cũng là người biết rõ bảy tỳ kheo nói trên, đã toàn đận tận tham và sân, đã vượt qua dòng ái. Thế Tôn, như vậy phát gá quá, chính như lời vừa nói, kiếp xưa là thổ gốm tên Khatikara tại quê Há Liên Gá, đệ tử Phật Ca Diếp, con phụng dưỡng cha mẹ, con từ bỏ dâm dục, sống phạm hạnh vô cấu, ở cùng làng với ta, là bạn thân của ta. Vậy cố nhân gặp lại
cả hai đã khéo tu, mang tấm thân sau cùng. Thích văn: Tehitoa manusang dehang dipa yogang upakcha gunti. Sau khi từ bỏ thân người, vượt lên trên những ràng buộc của thiên giới, chỉ cho sự chấm dứt luân hồi trong ba cõi. Thích nghĩa: trong số bảy vị tỳ kheo được đề cập, chỉ có Upaka, Pukkusati và Pingiya được biết qua các giai thoại, bốn vị còn lại không có chi tiết cụ thể. Theo sớ giải thì bản thân thiên tử Khatikara cũng đã chứng A-la-hán khi đến đảnh Phật. Dịch giả Hoàng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thường Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá. Nam Mô Bổn Sư Giá. Kính đảnh lễ Thế Tôn Thích Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì Thế Tôn Thích Sư Nguyện đang gặp trở ngại về kỹ thuật, do đó chúng tôi xin được tiếp lời. Nhưng mà thật ra thì hôm nay cũng có một vài công việc bận vào giờ này, vào giờ đầu, nên chỉ hy vọng trong lát nữa thì có Chư Tôn Đức vào để các ngài tiếp lời, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần thảo luận đặc biệt hôm nay. Chúng ta lại một lần nữa đề cập đến một vị một nhân vật, không biết gọi là nhân vật có phải không, bây giờ là vị Phạm Thiên, nhưng mà trước kia, dạ sư hãy mở cửa giùm sư. Dạ, mà trước kia thưa quý vị, dạ, là một vị cư sĩ, và vị cư sĩ này có cái đời sống đặc biệt, vô cùng đặc biệt, mà chúng ta đã được đọc, được nghe ở trong kinh Khatikara Sutta, trung bộ kinh tập 2. Vì nào mà có nhớ bài kinh đó thì chúng ta nhớ hình ảnh rất là đặc biệt của một vị cư sĩ rất nghèo mà nuôi dưỡng cha mẹ mù loà. Thưa quý vị, và có một cái giao trình đặc biệt giữa cư sĩ Khatikara và một thanh niên trẻ có tên là Chotipala, là một nhà trí thức. Và cái sự quan hệ thân thiết của hai vị này đã cho chúng ta những điều rất là thú vị. Khi mà có một lần cư sĩ Chotipala mời người bạn của mình đến đề gặp Thế Tôn Kassapa, nhưng mà sau ba lần mời không đi thì vị này đã nắm búi tóc của thanh niên Chotipala lôi đi. Và thanh niên Chotipala thì không có tức giận, mặc dù trong cái phong tục của Ấn Độ mà ai mà chạm tới đầu của mình thì là một điều rất là xúc phạm. Nhưng mà như vậy Chotipala vẫn không có giận dữ mà nghĩ rằng thật là kỳ diệu. Không biết là vì sa môn đầu trọc đó, tức là nói Đức Thế Tôn Kassapa, Đức Phật Kassapa là một người như thế nào mà người bạn thân của mình, một người trong gia đình rất là nghèo, mà dạ lại lôi đầu mình đi đến gặp. Thanh niên Chotipala đã đổi thái độ và đồng ý đi đến gặp Đức Thế Tôn. Và ngoài cái giai thoại đó thì chúng ta cũng nghe đến một số câu chuyện khác. Đức Thế Tôn Kassapa là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà có những lần ngài đến nhà của đại cư sĩ Khatikara, và Khatikara đi khỏi nhưng mà có nấu cháo để trong một cái nồi sẵn, và khi cha mẹ
của cư sĩ Katikara Mù Loa biết được Đức Thế Tôn Kassapa đến, đã chắp tay lên bạch Đức Thế Tôn là ở trong nhà chúng con có cháu đã nói, thì Đức Thế Tôn hoan hỷ, ngài tự tiện ngài lấy ở trong nồi ra mà độ. Thì thưa quý vị, hình ảnh của một vị Phật đến nhà một vị cư sĩ rất là nghèo, nhưng mà rồi ngài tự tay ngài múc cháo trong nồi ra để thọ thực, nói lại là một cái điều mà rất là khó có thể tưởng tượng. Và trong lúc đó thì thưa quý vị, cư sĩ Katikara trở về thì cảm thấy rất là hoan hỷ khi được biết rằng Đức Thế Tôn đã đến và ngài đã tự tay lấy phần cháo ở trong nồi đã nấu sẵn. Rồi cũng có một lần am thất của Đức Thế Tôn, của Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Kassapa bị dột, và Đức Phật đã dạy chư tỳ kheo tăng đến để lấy cái cỏ tranh ở trên mái nhà của cư sĩ Katikara. À, chúng ta tưởng tượng là như vậy, nhưng mà chư tăng đến lấy đi, và khi cư sĩ Katikara trở về đó, biết được Đức Thế Tôn đã dạy chư tỳ kheo đến để lấy cỏ tranh trên mái nhà mình về lợp cái nóc, thì suốt 3 tháng cư sĩ Katikara đã sống trong niềm hoan hỷ, bởi vì nghĩ rằng Đức Thế Tôn thực sự ngài đã có một cái biệt nhãn đối với mình, và ngài đã đối xử với mình một cách gọi là đặc biệt, là thân thiết như vậy. Và thưa quý vị, đoạn sau của bài kinh Katikara cũng nói về giai thoại của vua Kasi. Vị vua này đã cung thỉnh Đức Thế Tôn an cư kiết hạ ở tại kinh đô Varanasi, nhưng mà Đức Thế Tôn đã từ chối. Đức Thế Tôn Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, từ chối. Ngài dạy rằng ngài đã nhận lời của cư sĩ Katikara để nhập hạ ở xứ Bolinga. Thì thưa quý vị, nhà vua nghe xong, nhà vua rất là buồn, và nhà vua mới nói rằng có phải chăng vị cư sĩ đó lại là một người giàu có hơn con, có quy lực hơn con, có điều kiện hơn con. Đức Phật Kassapa ngày đó không phải vậy. Và ngài nói về cái nghèo của một cư sĩ, là vị cư sĩ này là một vị thánh A-na-hàm, nhưng mà không thể đi xuất gia để tu tập được, bởi vì lý do là còn cha mẹ mù lòa phải phụng dưỡng. Và làm vị thánh A-na-hàm nên vị này không có làm những cái sinh nhai như người bình thường, mà vị này đi tìm đất ở những cái hang mà chuột đào, hay là con này cái đào lên, tức là vị này cũng không có đào đất, và lấy những cái đất mà đã được bơi lên đó, thì đem về nặng thành những cái tô, cái chén, rồi nung thành đồ gốm. Do đó vị này có tên là Katikara, tức là người thợ gốm. Và khi mà làm xong những cái sản phẩm đồ gốm này đó, thì vị này cũng không có bán theo cách thường, mà vị này đã để trước cửa nhà đó, thì có với một cái lời nói rằng ai cần thì đến cứ lấy, và ngược lại đó thì có thể đổi những cái thực phẩm như là gạo, thóc, vân vân, để có thể vị này có thể độ vật. Và vì vậy người ở trong làng ai cũng biết như vậy, và ai cũng biết cái tánh hạnh của cư sĩ Katikara, và họ thường mang những cái thực phẩm đến, rồi sau đó họ đổi, họ lấy đi những cái chén bát đồ gốm mà do cư sĩ Katikara làm. Thì Đức Phật Ca Diếp đã nói về cư sĩ Katikara là đó là một người rất là nghèo nhưng mà trọn tinh tam bảo. Và cũng là một chuyện rất là thú vị là cư sĩ Katikara là một cái vị đệ nhất nam cư sĩ của Đức Phật Ca Diếp, tương tự như là trưởng lão, trưởng giả cấp cô độc đối với Đức Phật của chúng ta. Dạ, nhưng mà trưởng giả cấp cô độc là người giàu có, nhưng mà lại là một đại cư sĩ thì không có, chúng ta không có chuyện gì phải thắc mắc về chuyện đó. Nhưng mà riêng về cư sĩ Katikara lại là một đệ nhất nam cư sĩ, thì lại là một người rất là có đời sống rất là thanh đạm và phải phụng dưỡng cha mẹ già, nhưng mà được Đức Thế Tôn Kassapa đặc biệt trở thành đệ nhất nam cư sĩ. Câu chuyện đó có nhiều cái giai thoại rất là thú vị trong bài kinh Katikara,
mà chúng ta đã được học ở trong giáo trình Trung Bộ. Hôm nay thì chúng tôi không có trở lại bài kinh đó nhiều, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng vì nào cần thì có thể tìm lại trong giáo trình đó. Ở đây thì thưa quý vị, cư sĩ Khatikara sau khi mãn tuổi thọ thì là một vị thánh A-na-hàm, lại là vị chứng thiền nên chi sanh về cõi ngũ tình cư, và ở tại đó vì đó trở thành đắc đạo quả A-la-hán. Tức là trong khi bài kinh này ta đọc á, thì Phạm Thiên Khatikara đến đảnh lễ Đức Phật á, là vừa là một vị Phạm Thiên ở cõi trời ngũ tình cư mà vừa là một vị thánh A-la-hán, chứ không phải là một vị Phạm Thiên mà chưa đắc đạo chứng quả. Quan giả là chỉ còn là A-na-hàm. Và điều rất là thú vị là người bạn thân của cư sĩ Khatikara trước kia, trước khi mà ở trong kiếp quá khứ đó, thì người bạn thân đó tên Tripala, mà hồi nãy chúng tôi nói đó là cư sĩ Khatikara đã từng nắm tóc lôi Chotipala đến gặp Đức Thế Tôn Kassapa. Thì nhân vật Chotipala đó chính là Đức Thế Tôn của chúng ta, tức là Đức Phật Gautama trong hiện đại. Thật ra cả hai vị đều là gọi là tri âm tri kỷ của thời Đức Thế Tôn, nhưng mà về sau để trong đường khác nhau. Một vị sanh về cõi ngũ tình cư chứng quả A-la-hán ở đó, và một vị sanh lên cõi trời Tấu Xuất, rồi sau đó sanh xuống cõi người trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Và cả hai đều mang thân tối hậu, có nghĩa là Đức Thế Tôn của chúng ta và Phạm Thiên Khatikara đều sống ở trong cái kiếp cuối cùng của kiếp trầm luân sanh tử, gọi là mang thân tối hậu. Bài kinh này đặc biệt rất là thú vị, thưa quý vị, rất là thú vị để chúng ta có thể đọc và nhìn lại. Và vị Phạm Thiên có đề cập đến 7 vị tỳ kheo, và do mà bài cả 7 vị tỳ kheo này sau khi thân ngoại mạng chung đã sanh về cõi trời cõi ngũ tình cư, nhưng mà theo trong bản chú thích của ngài Bô Đí và nhiều học giả khác thì ở trong Tam Tạng kinh điển chỉ đề cập đến 3 vị trong số 7 vị, còn 4 vị còn lại đó thì chúng ta không nghe nhắc nhiều và không biết được biết nhiều. Thật ra đó cũng là một điều đáng tiếc. Thì dĩ nhiên ở trong đó có một vị rất là nổi tiếng, đó là Bhukkhusati. Và Bhukkhusati là vị vua của xứ A Phú Hãn, và về sau này đi về thành Xá Vệ, tự mình cạo tóc đắp y đến gặp Đức Thế Tôn, nhưng mà chưa gặp được Đức Thế Tôn để thọ giới, thì vị này lại tá túc trong một ngôi nhà cỏ mà chúng ta nghe đó. Và Bhukkhusati không ngờ rằng tối hôm đó có một vị sa môn đã đến cũng tá túc trong ngôi nhà cỏ đó và đã từng nghe. Sau khi nghe xong thì vị này đắc đạo chứng quả và biết được rằng cái vị ngồi trước mặt thuyết pháp cho mình chính là Đức Phật. Đó cũng là một giai thoại rất là đẹp. Nói chung thì chung quanh bài kinh này có rất nhiều điều để nói. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt ở trong bài kinh chúng ta nói về ba điểm. Điểm thứ nhất là ở trong cuộc luân hồi hành trình sanh tử đó, nó không biết bao nhiêu là những cái đến đi và cái quan hệ xoay chiều, và chúng ta rất là khó biết hết và rất là khó biết trọn. Như là Nam cư sĩ Khatikara và Đức Thế Tôn của chúng ta, thì trong thời Đức Thế Tôn Ca Diếp, tức là Đức Thế Tôn Kassapa đó, thì hai vị là bạn thân. Nhưng bây giờ thì hai vị, một vị là A-la-hán ở trời cõi tịnh cư thiên, và một vị lại là một vị chánh đẳng chánh giác. Dạ, vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy rằng hai người là tâm giao tri kỷ, nhưng mà khi sanh ra kiếp sau thì mỗi người đi một hướng, và khi gặp lại là một điều thú vị là cả hai
đều gọi là mang thân tối hậu của kiếp trầm luân. Tức là Phạm Thiên Khatikara cũng trình bày với Đức Thế Tôn về qua cái cách nói về bảy vị tỳ kheo mà đã có mặt ở trong giáo pháp của Đức Phật, và sau khi đắc đạo chứng quả Anaham cũng đã sanh về cõi Phạm Thiên, tức là cùng một cái cõi với Phạm Thiên Khatikara. Thực sự thì vị này chỉ mượn cái sự kiện đó để đến gặp Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn, và vị này cũng nói lên những cái đặc điểm rất là thú vị của giáo pháp. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ ba của bài kinh này mà tất cả chúng ta cần lưu ý, và là cái sự khai thị của những vị tinh văn đệ tử Phật. Những vị này thật ra thì có túc duyên rất là đầy đủ, và nhưng mà trong cái túc duyên đầy đủ đó, đó thì vị này không thể tự mình chứng ngộ được, mà phải có một sự khai thị của vị chánh đẳng chánh giác. Về điều này chúng ta lấy một thí dụ như là cái trứng của con gà. Quý vị biết con gà nó đẻ ra trứng, và cái trứng đó, đó nó đến một cái thời kỳ nào đó thì nó ở trong cái trứng đó, nó có hình thành một con gà con để ra bên ngoài sống. Nhưng mà để nó có thể nở ra bên ngoài được đó, thì nó cần một điều, đó là cần cái sức ấm để gọi là ấp trứng của con gà mẹ. Nếu con gà mẹ không có ấp trứng đó, thì gà con, cái trứng gà không thể nở được. Mặc dù chúng ta nói cái trứng nó có cái, nó có cái tháng, nó có ngày, đủ tháng đủ ngày đó, thì nó hình thành con gà, nhưng mà nó bắt buộc phải có cái gọi là cái ấp trứng của gà mẹ. Thì cũng tương tự như vậy, những vị này đó, kể cả bản thân Phạm Thiên Khatikara được khai thị Thế Tôn Kassapa, nhưng mà riêng về bảy vị tỳ kheo này đó, thì thưa quý vị, đều được khai thị bởi Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật của chúng ta. Cái quan hệ của một vị chánh đẳng nhánh giác và những vị tinh văn giác là một cái quan hệ mà tất cả chúng ta nên học hiểu. Xin được hỏi chư tăng là bây giờ có một chút việc bận, không biết là quý ngài đang có mặt ở trong room có vị nào quan hệ tiếp lời gì? Bây giờ khoảng sẽ trở lại khoảng 30 phút, không biết có vị nào quan hệ giúp giùm cho được không? Dạ sa thú. Dạ, xin thưa thỉnh tòa quan hệ giúp giùm, tòa hôm nay cũng hơi bận giúp việc. Dạ sa thú. Dạ, thỉnh tòa hôm nay. Dạ. Thì như là lời thượng tọa giác đẳng đã giảng phần đầu đó, thì quý vị thấy rằng cái phần sự của một vị chánh đẳng giác và cái duyên lành của các vị thinh văn đệ tử, trước đó là đệ tử của Đức Phật Kassapa, nhưng mà sau khi thành tụ quả vị A-la-hán thì lại là đệ tử của Đức Phật Gotama. Như vậy là một cái duyên lành, một cái duyên lành đó thì chúng ta cũng có thể tìm thấy từ những cái vì hiện tại, ví dụ chúng ta thấy bà Visakha hẹn cấp cô độc cũng là đệ tử Đức Phật Gotama, nhưng mà cũng đã đắc đạo quả như là Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm. Thì những cái vị này nếu mà chưa thành tựu đạo quả A-la-hán đó, thì những vị này sanh lên những cái phạm thiên đó, hay là chư thiên đó, thì khi mà Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện đó, thì những vị này sẽ đến để hỏi đạo, cũng giống như là Đức Phật Kassapa mà có chư thiên phạm thiên trước đó của các vị Phật mà chưa có hoàn toàn giác ngộ, chỉ thành tựu một phần sự giác ngộ. Thì chúng ta biết rằng
Thì cũng như Đức Phật chúng ta mà có những cái bài kinh như là kinh Tương Ưng, phẩm Tương Ưng Chư Thiên, có nghĩa là những vị này đều là những vị chư thiên. Như vậy thì trong những vị chư thiên này đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng có những vị đó thì dạ thưa chúng con hết nghe Thượng tọa Pháp Đăng, và con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng trở lại lớp học. Nam mô Bụt Thầy nhé. À, quý vị nghe được lại chưa? Nói chuyện ở nhóm thành đang không biết là lúc mình lớp rớt, không biết lúc nào gì. Thì bây giờ xin nhắc lại. Thì chúng ta biết rằng những cái bài kinh thì ai thì cái truyền thống của chư Phật, thì chúng ta muốn hiểu là chư Phật mà khi thuyết giảng kinh Trung Bộ hay Trường Bộ hay Tăng Chi hay là Tương Ưng, thì chúng ta biết rằng Tương Ưng Chư Thiên đó, thì như là cái phẩm mà Chư Thiên trong Tương Ưng bộ kinh chúng ta học đó, thì chúng ta nghĩ rằng những cái vị chư thiên, những cái chúng sanh mà luân hồi đó, nhiều khi những vị này chưa có hoàn hảo cái quả vị A-la-hán, nên những vị này còn tái sanh. Mình hiểu là những cái vị đó, dù là như là Phạm Thiên Khatikara là thánh đệ tử của Đức Phật Kassapa, ở trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa thì thành tựu đạo quả A-la-hán mà sanh về năm tịnh chư thiên. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều là chư Phật thì có đại hội chư thiên, đây là cái thông lệ của chư Phật, quý vị. Mà nếu mà chúng ta học hỏi trong giáo pháp, có những cái mà chúng ta học và khi nghe chị Tăng nhắc đó, mình có thể nhớ, và cái điều nhớ đó nó là một cái lợi ích cho mình rất là nhiều. Nhiều khi đó mình nghe ví dụ nói là sanh làm chư thiên khó tu, nhưng mà thật sự nó không phải vậy, quý vị. Khó tu đối với những người mà họ bị tham ái ràng buộc, nhưng mà không khó đối với những vị mà đã là vị thánh hữu học rồi. Thì khi họ gặp một vị chánh đẳng chánh giác ra đời như Đức Phật Gautama đó, thì những vị này từ trên cõi trời đó, những vị này sẽ xuống vấn đạo với Đức Phật, hoặc là hầu hạ với Đức Phật, hoặc là nghe pháp từ nơi Đức Phật, hoặc là từ cái hội chúng đó đi xuống. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là Phạm Thiên Bát Cá, cả một cái hội chúng Phạm Thiên đó, nhiều vị đi xuống nghe Đức Phật, và cũng có những cái vị Phạm Thiên mà họ có những kiến thức sai lầm đó, họ cho rằng Đức Phật chánh đẳng giác là không bằng họ. Nhưng mà chúng ta thấy có những vị Phạm Thiên đó, vị Phạm Thiên đó hiện ra 1.000 thân, vị Phạm Thiên này hiện ra 2.000 thân, có nghĩa là 2.000 thân Phạm Thiên, nghĩa là gấp đôi cái vị Phạm Thiên đó. Nhưng mà vị đó nói lên là tôi như vậy đó, nhưng mà vẫn đi thăm Phật Đà, có nghĩa là vẫn cần phải đến gặp Đức Phật. Còn nói gì hiền giả chỉ có quá hiện ra 1.000 thân như vậy, mà hiền giả tự cao tự đắc. Thì chúng ta thấy rằng á, có nhiều cái bài kinh như vậy để chúng ta biết rằng ở trong đời đó thì cũng có rất là nhiều những cái vị, có nghĩa là những vị đó đó có cái hạnh nguyện đặc biệt để đoạn trừ sanh tử luân hồi, dù là những cái vị Phạm Thiên đắc đạo quả hoặc là đắc thiền, hay là có cái đồ chúng, nhưng mà những vị có chánh kiến đó, mình thường gọi là những vị thanh tịnh đó, Phạm Thiên hay Chư Thiên nó cũng có những vị thanh tịnh, có nghĩa là thanh tịnh một số cái lậu hoặc kiết sử phiền não, mà những vị đó còn phải luân hồi nữa, có nghĩa là luân hồi cái kiếp đó, là bây giờ gặp Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, Gautama đó, thì những vị này sẽ đoạn tất cả những cái lậu hoặc còn lại để trở thành vị A-la-hán. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta thấy rằng nhé, một đại hội chư thiên đó, đối với chư Phật đó, đều có hết. Và chúng ta biết rằng đại hội chư thiên đó, nó không phải chỉ là chư thiên dục giới gì, không phải là tứ đại thiên vương, không phải là đao lợi, không phải là dạ ma, không phải là quá lạc hoặc là tha hóa tự tại, mà tất cả những vị Phạm Thiên, những vị chư thiên cõi dục giới đó đều xuống hết. Thì chúng ta hiểu rằng những cái vị đó là những cái vị mong mỏi cái sự giác ngộ, mong mỏi cái sự tiến hóa, mong mỏi cái sự đoạn tận, cái sự sanh tử luân hồi. Nên chúng ta biết rằng rất là nhiều nhiều chúng sanh, rất là nhiều nhiều
những cái vị chư thiên phạm thiên luân hồi như vậy. Và ở trong cái bài học đó, cũng cho chúng ta có một cái ý nghĩa là nhiều khi á, mình thành tựu một cái gì đó, nhưng mà cái thành tựu của mình đó, đối với những vị khác đó, còn thù thắng hơn nữa. Và chúng ta thấy như là vua Khatikara đó, chở 500 cái cổ xe đến để chung hùng với thanh niên Khatikara. Nhưng mà chúng ta thấy thanh niên Khatikara vì cái vị là vị Anaham, là vị diệt được dục ái và sân rồi, vị này không còn mong mỏi cái gì mà chỉ là những cái hạnh nguyện của mình với những cái nghề nghiệp làm nung đồ từ đất, từ những Dạ thưa chúng con hết nghe thượng tọa, chúng con xin thượng tọa trở về lớp học. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu trở về lớp học. Dạ, chúng con kính cung thỉnh ngài cầm mic. Dạ. Dạ xin quý vị chờ trong giây lát. Dạ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu. Dạ thưa thượng tọa Tệ Siêu, chúng con chưa nghe ạ. Xin quý vị chờ trong giây lát, tại mạng truyền hơi yếu.
Dạ xin quý vị chờ tâm giây lát, mạng hiện mạng truyền ở Việt Nam hơi yếu. Chúng con kính cung thỉnh thường tòa tề siêu cầm biết ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, 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 dạ thưa mấy chị con. Kính thưa quý vị, trong những ngày đây, nghe nói cái đường truyền cái wifi Việt Nam đang gặp trục trặc, cho nên từ mấy ngày qua lúc nào nó cũng bị trở ngại. Và cũng chính vì vậy mỗi ngày chúng ta vào room thì chúng ta phải chịu khó kiên nhẫn chút xíu. Không có thể liên tục bây giờ thì ở trong room không còn vị nào, không còn vị giảng sư nào hết, có lẽ là chúng tôi phải trở lại với cái bài học này. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về thiền tử Khatikara, chúng ta hãy trở lại với cái đời sống quá khứ của vị đó. Phạm Thiên Khatikara là một vị A-na-hàm thánh thiên văn của Đức Thế Tôn Kassapa vào cái thời Đức Phật Kassapa, tức là trước Đức Phật Gotama của chúng ta. Đức Phật Khatikara, Đức Phật Kassapa này có một nam cư sĩ là thợ gốm Khatikara đã chứng quả bất lai. Khatikara là bạn thân của một vị Bà La Môn trẻ tên gọi là Chô Tá. Lúc đó vị Bà La Môn trẻ này cũng chưa có cái lòng thành tín đến Đức Phật Kassapa,
Nhưng mà giờ người bạn thợ gốm Katikara rủ đi viếng Đức Phật, lúc ban đầu thì không chịu đi, nhưng mà sau Katikara phải lôi chàng đi. Thì khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì chùa Tiên Bala xuất gia. Là một vị tỳ kheo trong cái hội chúng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, còn Katikara thì vì còn phải nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa và yếu, câu chuyện về thợ gốm Katikara chúng ta đã từng được nghe thượng tọa Giác Đẳng giảng giải rồi, ở đây chúng tôi không có nhắc lại. Chỉ nói đến trường hợp Katikara sau khi mệnh chung kiếp sống đó sanh lên làm vị Phạm Thiên cõi Aviha là vô phì thiên, một trong năm cõi tịnh cư. Thì ở đây Katikara có viếng thăm Đức Phật, và trong bài kinh này Katikara có nhắc đến cái tình bạn xưa giữa Katikara và Đức Phật cùng với bảy vị tỳ kheo khác. Bảy vị tỳ kheo đó bởi vì tỳ kheo trong thời Đức Phật Kassapa thì chỉ có các vị một vài vị như là Phalagandha, Khandadewa, Pahorakvi và Bình Ghi Giá là cũng đắc quả hữu học và sanh về cõi Phạm Thi như là Katikara. Còn riêng về ông Upaka, Bhukusiti và Phaniya trong thời quá khứ xa xưa cũng là bạn của Katikara. Nhưng mà bây giờ các vị đó sanh vào thời Đức Phật Thích Ca hiện tại, Đức Phật Gautama. Và khi nãy thượng tọa Giác Đẳng có nhắc đến cái câu chuyện của vua Bhukusati nghe tin Đức Phật xuất hiện ở đời thì ông ta bỏ ngay vàng và tự đi xuất gia, tự mặc áo cà sa, mặc y cà sa. Một lần khi mà trên đường đi tìm Đức Phật thì Bhukusati đã đến tại một nhà của người thợ gốm, cũng là người thợ gốm nữa nhưng mà khác đi. Thì Bhukusati xin ngủ tá túc vào một đêm. Lúc đó Đức Phật Gautama
Sở dĩ mà chúng ta như vậy là tại vì khi nãy đến giờ đề cập đến Đức Phật Kassapa. Bây giờ nếu mà nói Đức Phật nữa thì vị nào cũng là vị Phật thì chúng ta nghe chúng ta nhầm, cho nên chúng tôi phải mạo phạm thì chúng tôi gọi, hay là chúng ta nói là Đức Thế Tôn cũng được. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài đi, cũng đi đến tại cái nhà người thợ gốm đó, ngài xin tá túc qua một đêm. Và người thợ gốm, cái người chủ lò gốm này mới nói rằng là đã có cái vị sa môn vừa đến xin ở, nếu như ngài thỏa thuận được với vị sa môn đó thì hai vị ngủ chung ở trong một cái nhà làm đồ gốm, cái lò gốm cũng được. Và khi Đức Phật đi vào bên trong, ngài ngồi ở một góc nhà bên này, bố cũng sẽ ý ngồi góc nhà bên kia. Vào đầu hôm, bố cũng sẽ ý cũng ngồi thiền. Đức Phật thì ngài nhập thiền. Và đến khuya đó thì các vị chư thiên xuống đảnh lễ Đức Phật và hỏi đạo. Lúc đó bốn cư sĩ tí ngồi ở phía kia thấy ánh sáng lạ, không có nhìn thấy chư thiên vì còn phàm phu. Nên ánh sáng hôm sau bốn cư sĩ tí mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói là các vị chư thiên họ đến họ viếng ta. Rồi ngẫm ở bốn cố sơ tí là này tỳ kheo, ông xuất gia với ai, ai là đạo sư của ông. Thì bốn cố sơ tí mới trình bày, ông ta tự đáp y. Thì nghe nói có Đức Phật này xuất hiện, Đức Phật mới hỏi rằng ngươi có, ông có bao giờ được gặp, được diện kiến được vị Phật đó hay không? Nói vậy chưa? Thì Đức Phật này nói rằng như vậy thì hãy lắng tại nghe, ngài sẽ thuyết pháp cho. Thì khi ngài thuyết pháp cho nghe thì Bố Cất Sĩ Tí cũng đắc quả A Na Hàm và đảnh lễ sám hối Đức Phật vì hôm giờ không biết, cho nên đã có những lời lẽ mạo phạm dùng cái từ ông sô để xưng hô với Đức Phật. Và khi mà Bố Cất Sĩ Tí xin được xuất gia thì Đức Phật lại bảo hãy đi tìm y bác. Thì Bố Cất Sĩ Tí đã ra đi và bị bò nó hút chết. Và vị này vì bậc tu A Na Hàm cho nên sanh về cõi cõi phạm thiên nữa. Ở trong đó có một vị bạn quá khứ của thợ gốm Khatikara là Upaka. Upaka này đó chắc có lẽ là quý vị còn nhớ là khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự đi chuyển pháp luân, thay vì thì dùng thần thông ngài đi thì nhanh lắm, từ Bodhigaya và đi đến tại Uruvela thì nhanh, nhưng mà ngài biết là trên đường đi ngài sẽ gặp Upaka, cho nên ngài đi bộ. Thì trên đường đi gặp Upaka, Upaka mới trông thấy Đức Phật. Du sĩ Upaka trông thấy Đức Phật có tướng hảo quang minh,
phong thái thoát tục. Tiểu Bát Cá mới hỏi ngài, ngài là người hay là chư thiên, sao có thân hình đẹp như vậy? Rồi ngài xuất gia với ai, ai là vị đạo sư của ngài? Thì Đức Phật ngài trả lời cho Bát Cá biết, ngài là người tự giác ngộ, ngài đã đoạn lìa mọi phiền não, ngài không có ai là thầy của ngài. Nay ta đi đến Uruguay để vận chuyển pháp luân. Thì lúc đó Ubba Cá chỉ gật đầu và chúc phúc cho ngài Ahuvaya Aguso, mong được là như vậy, rồi chúng ta bỏ đi. Nhưng mà khi Ubba Cá, thời gian sau hoàn tục trở thành người cư sĩ, làm rễ của người thợ săn, tức là cưới con gái của ông thợ săn đó, khi có nhau một được một đứa con, thì lúc mà cái cô vợ của ru con ở trong thế Ubba Cá xưa kia là một vị du sĩ, mà bây giờ phải theo cha vợ để mà nhập, thì nàng ta đã hát ru con mà có tính cách cũng giống như là trêu ghẹo vậy đó. Thì Ubba Cá cảm thấy bực mình và cũng tự ái, liền bỏ nhà ra đi, đi tìm đến Đức Phật. Lần này thì Ubba Cá được nghe pháp và xuất gia đắc quả A Na Hàm nữa. Còn riêng về Phát Đi Giá đó thì như vậy, một trong những người bạn đó là Phát Đi Giá, cũng là một người sau này là một vị vua đi xuất gia. Và chính A La Hán là Phát Đi Giá rất là quan hỷ với đời sống sa môn, cho nên luôn luôn tự cảm thấy hạnh phúc an lạc. Aho sukhan, aho sukhan, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các vị tỳ kheo nghe như vậy đó mới không hiểu gì, bàn tán với nhau, chắc có lẽ là tôn giả Phát Đi Giá xuất gia nhưng mà vẫn còn nhớ lại cái hạnh phúc của một vị vua. Nên khi công sự việc đó được đem trình bày Đức Phật, Đức Phật đã cho gọi Phát Đi Giá đến và ngài hỏi tôn giả Phát Đi Giá, có thật sự người thường hay thốt lời đó không? Thì ngài Phát Đi Giá mới bạch với Đức Thế Tôn, và phải như vậy. Đức Phật ngài hỏi nguyên do gì, thì tôn giả Phát Đi Giá mới bạch với Đức Thế Tôn là vì con nhớ lại, bây giờ con mới cảm thấy đời sống của con tự tại an nhiên, nhớ lại thuở còn là cư sĩ, là một vị vua, mặc dù có binh hùng tướng mạnh đi theo để hộ vệ, nhưng mà lúc nào con cũng nơm nớp lo sợ kẻ thù và những người phản cắt, cho nên không khi nào được vui vẻ. Nhưng mà từ khi xuất gia với Tam Y và Quả Bát, sống an nhiên tự tại
với tâm thấy như là tâm của một con thú rừng, cho nên con mới thốt lời nói đó. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng tỳ kheo biết rằng Bát Ni Giá đã đắc quả là thì ở đây chúng vị trong bài kinh mà chúng ta học cái luôn này ngày hôm nay tạm thuật và trình bày với Đức Phật là thời xưa con cũng là bạn với bảy vị tỳ kheo khác, nhưng trong số bảy vị tỳ kheo đó thì có những tỳ kheo được giải thoát đoạn tận tham sân si, vượt qua triền phược. Nhưng mà có những vị tỳ kheo thì thời đó sau này nhờ nghe được pháp của Ngài nhờ từ đó Ngài họ được đoạn trừ hữu ký sự tối buộc, tức là nhắc đến ba vị mà chúng tôi trình bày khi nãy. Và Đức Phật Ngài đã xác nhận thời xưa ông Đồng Hương cũng là bạn của ta. Như vậy là hội ngộ giữa những người bạn thời xưa, ta hãy theo tục tục mang thân tối hậu này. Ở đây thưa quý vị, bài kể này là cái sự gặp gỡ giữa hai người bạn đồng hành trong thời quá khứ, nhưng mà trải qua bao cuộc bể dâu luân hồi thì cho đến giờ phút này đó gặp nhau thì cả hai người đều có chung một cái chí hướng và đạt đến cái mục đích. Nhưng mà Jyotipala, người bạn xưa của Khatikara, nay là vị Phật, vị chánh đạo danh giác, là Đức Phật, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đó. Còn Khatikara dù sao đi nữa cũng là cái bậc bất lai thánh đệ tử của Đức Thế Tôn Kassapa, cũng là người mang cái thân tối hậu sẽ viên tịch niết bàn ở tại cõi vô phiền thiên, cõi tịnh cư vô phiền thiên. Cái cuộc hội ngộ của các bậc thánh đó, đã để lại cho chúng ta một cái ấn tượng tốt đẹp về các bậc đã nhiệt tâm tu tập với cái khuynh hướng mong cầu quả giải thoát. Thì sớm muộn thì các vị cũng thành tựu
cái mục đích. Mà có một điều ở đây chúng ta thấy Chotipala, thanh niên Bà La Môn Chotipala thuở xưa, là bạn thân của Khatikara thợ gốm. Mặc dù lúc đó Khatikara đã là bậc thánh Bất Lai, thánh Tịnh Văn, đệ tử của Đức Phật Kassapa, nhưng mà mãi cho đến bây giờ vẫn chưa niết bàn. Trong khi đó thì Chotipala, sau khi xuất gia Đức Phật Kassapa, là một vị tỳ kheo thông suốt tâm tạng kinh điển và giữ giới trong sạch Bổ Túc Ba La Mật. Để cho đến hiện tại, cái thân cuối cùng, Ngài đã thành một vị Phật dưới cái hồng danh là Gotama, và Ngài chứng quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Chỉ còn ít lâu sau thì Ngài 80 tuổi, Ngài viên tịnh Niết Bàn. Chắc có lẽ là Khatikara chưa có viên tịnh Niết Bàn được. Người thấy đi đến sớm nhưng mà thành ra muộn, còn người tưởng chừng là đi đến trễ nhưng mà lại là đến đích sớm. Cho nên cái cuộc luân hồi chúng ta khó biết được. Thưa quý vị, nhưng ở đây trong cái bài kinh đã gợi cho chúng ta một cái suy nghĩ. Nếu gặp nhau trong cái kiếp luân hồi đó, mà gặp nhau trong một cái cảnh ngộ là khéo tu tập, và nhất là quý vị có nghe được chưa? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Nhờ. Thưa quý vị, chúng sinh ở trong đời đó, họ gặp nhau trong kiếp sống do một cái cơ duyên, một là do cái tâm nghịch ái trong quá khứ lăn lộn trong cái dòng luân hồi sanh tử, rồi cứ gặp nhau, kết hợp nhau làm bạn bè, làm quyến thuộc, làm người thân ở trong gia đình. Thứ hai nữa
Ngay trong hiện tại, kẻ thù gặp kẻ thù, quan gia hại quan gia là do trong quá khứ có cái sự quan trái với nhau. Cho nên dông dỗi luân hồi, quan gia ngõ hẹp cũng gặp nhau nữa, gặp nhau để thù oán, để đố kỵ với nhau, để tìm cách hãm hại nhau tiếp. Cái cuộc gặp gỡ đó thật là buồn. Một trường hợp khác đó, tức là nếu ở trong quá khứ cùng cộng nghiệp, cộng nghiệp tức là làm chung một cái nghiệp thiện hay là làm chung nghiệp ác, cùng chung chí hướng, cùng khéo tu tập ở trong quá khứ, ai cũng hướng cầu đến cái sự giải thoát, thì trải qua cái cuộc luân hồi, nếu như mà mỗi người khéo tu tập, gặp nhau trong kiếp hiện tại này như là Khất Thích Ca Đá và Đức Thế Tôn, những người bạn thân với nhau trong quá khứ, bây giờ gặp lại, ôm lại cái chuyện xưa, thì mỗi người đều có cái khuynh hướng giống nhau, tu tập giống nhau. Bây giờ gặp lại thì thật là quan hỷ. Đó là do cộng nghiệp thiện. Còn những chúng sinh ở trong đời quá khứ, họ cộng nghiệp ác, ví dụ như họ cùng sống ở một làng chài, họ cùng một nghề thợ săn, hay là làm chung một nghề đồ tể chẳng hạn, thì trải qua cái cuộc luân hồi đó, khi họ gặp nhau, họ gặp nhau ở trong cái môi trường ác bất thiện pháp, thì cái đó là bất hạnh. Cho nên khi mà học cái này đó, không phải thì chúng ta học lịch sử đọc gì để cho có đọc đâu, và chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét cuộc luân hồi thì đáng sợ thiệt, nhưng mà cũng có những cuộc hội ngộ trong kiếp luân hồi nó vẫn đem đến một cái niềm vui, một niềm quan hỷ thánh thiện. Chúng ta hãy làm sao để trong cái việc mà chúng ta tu tập với nhau đó, mỗi người đều có một cái khuynh hướng giải thoát. Cho dù chúng ta chưa đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, nhưng mà chúng ta cứ cộng nghiệp thiện, cùng nhau làm những việc phước như lễ dân y, các thí ná hàng năm, hoặc là chúng ta cùng nhau tu tập trong những cái khóa thiền, hoặc là chúng ta cùng nhau để học tập giáo lý của bậc chánh đẳng giác ở trong mỗi một cái chương trình học Phật học, vân vân. Rồi trải qua những cái cuộc luân hồi sinh tử vì sau này đó, nếu mà kiếp nào mà sinh ra gặp nhau, chúng ta cũng thấy thân thiện với nhau, chúng ta tiếp tục là những người bạn hiền thiện với nhau. Và đến cái kiếp sau cùng, nếu mà cả hai hoặc ba hoặc một hội chúng đắc quả A-la-hán, có túc mạng minh, chúng ta nhớ về quá khứ, thì chúng ta sẽ nghĩ về nhau một cách tốt đẹp. Cho nên đó là những ý nghĩa mà chúng ta cần phải
trân trọng ở trong cái bài học này. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua bài kinh ngày hôm nay, để thay lời cho Thượng Tọa Tuệ Quyền thì trục trặc không có thiết được, thay lời cho Thượng Tọa Giác Đẳng có công việc cũng không có thể thuyết được, thay lời cho Thượng Tọa Pháp Đẳng cuối cùng thì cũng bị rớt mạng không có thiết được. Bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng 40 phút nữa. Trong 40 phút này chúng ta không có ai điều hợp với chương trình nào. Thượng Tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy, Thượng Tọa có nghe được không ạ? Xin hỏi Thượng Tọa Tự Quyền một lần nữa, Thượng Tọa có nghe được không? Chắc có lẽ là không rồi. Ồ, thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền quan hỷ. Bây giờ có cái có ba câu chúng tôi thấy ở trong bài học có ba câu thảo luận. Thì bây giờ trong ba câu thảo luận này, trước hết thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền trả lời cho một câu. Vì hôm nay trong cái bài kinh này đó, nó lại trùng lập với cái bài kinh đã học trong cái phẩm Thiêu Trái. Nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn học lại để chúng ta đặc biệt thảo luận chung quanh vấn đề tại sao có những bài kinh trùng lập trong Tâm Tạng. Thì cái câu hỏi thứ nhất ở đây đó, phải chăng sự giữ nguyên chánh kinh mà không có lược bớt sự trùng lập đến vậy thì thôi, Thượng Tọa Tự Quyền điều hợp đi. Thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền điều hợp. Dạ, sa thú cũng còn kính tri ân đến sư phụ. Ủa thật thì ba cái câu hỏi này thì nếu như con trả lời thì nó mang tính tích trung dung, nhưng điều mà để tỉnh sư phụ trả lời thì nó sẽ có một cái sự xác chứng, có một sự xác lập nó căn bản hơn. Mà điều đó con cũng cần phải thọ giáo, cần phải học tập. Dạ. Tỉnh sư phụ cứ nghĩ một chút xíu, tỉnh sư phụ dùng một cái cốc nước. Để cho thẳng thì hôm nay thì có lẽ là sư phụ biết tình hình mạng nó cũng vô thường, khổ não vô ngã mà. Vì cho nên lâu ngày sư phụ cũng ra tay, cũng như là đoạn đầu đoạn giữa và có lẽ là đoạn cuối luôn. Dạ. Sơ thiện trung thiện, dạ, con thấy tình hình ngay lúc này thì là hậu thiện là cái chắc rồi. Dạ thì kính coi như là cũng thỉnh sư phụ, sau khi sư phụ nghỉ xong thì thỉnh sư phụ thảo luận cho cái câu này. Thì phải chăng sự giữ nguyên chánh kinh mà không lược bớt sự trùng lập, nói lên cái tinh thần bảo thủ gìn giữ nguyên gốc của kinh điển Bali phải chăng? Thì chúng ta thấy, kính thưa quý vị, để chúng tôi nói chút xíu để sư phụ suy nghĩ sẽ hơi một xíu gì. Chúng ta thấy cái động kinh là, quý vị biết, ví dụ như là này, các thầy tỳ kheo
na hang phikkhave anyang ekarupang vi samanusam buddhisasicittam brijada yatatatiyata yidang. Ta không thấy màu sắc nào khác này các tỳ kheo xâm chiếm vào người trị tâm của người đàn ông bằng sắc thân khí vị xúc của người đàn bà. Và câu thứ hai cũng vậy, ta không thấy một sắc rồi cái thân nào khác rồi thân rồi khí vị xúc của người đàn mà từng đoạn như vậy thật là dài. Nguyên băng nguyên kinh Bali cũng đã y nguyên vậy luôn, quý thưa quý vị. Rồi cũng vậy, ngược lại cũng vậy, rồi ngược lại không có sắc thân khí vị xúc nào của người đàn ông và xâm chiếm người trị tâm của người đàn bà thì cũng nguyên vậy. Thì chúng ta thấy như vậy thì tại sao như vậy? Không phải Đức Phật ngài không phải ngài không khéo trước đâu, mà có cái mục đích, hoặc là các nhà chú dạy, các nhà kết tập, tức là các bậc thánh kết tập, người ta có một cái chủ ý, chứ không phải là người ta không hiểu biết. Cái như chúng ta hay tắt thì chúng ta coi như là như trên hay hoặc là giống như thế thì tự chúng ta hiểu, nhưng tại sao nó lại như thế? Thì con kính cung thỉnh sư phụ đây, sư phụ cũng mở ra để một lần nữa cũng để xác lập, để cho tất cả thọ trì cái giá trị uyên nguyên, cái giá trị chân truyền nguyên thủy gốc bản của lời Phật dạy. Dạ dạ, con kính cung thỉnh sư phụ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Cảm ơn quý vị. Ở đây vấn đề giữ nguyên chánh kinh, không có lược bớt sự trùng lập, nó có hai vấn đề. Thứ nhất, là ở trong các bài kinh đó, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối lặp lại, đoạn đầu thuyết làm sao thì đoạn giữa có chỗ thì về lặp lại giống y như vậy, rồi đoạn cuối lặp lại cũng giống y như vậy. Chúng ta gọi đây là cái sự trùng lập. Thì ở trong tâm tạng kinh điển, khi được kết tập tâm tạng mới giữ cái đoạn trùng lập này, thì có lúc các ngài viết hay là in ra cái bản có cái chữ P mà quý vị Phật tử chúng ta gặp ở trong trong kinh đó, cái chữ P đó đó là cái chữ bày giờ lá, viết tắt của chữ bây giờ lát có nghĩa là đoạn trùng lập. Chữ gia trường âm, bữa nay chúng tôi không có gõ được cái chữ Bali cho nên chúng tôi thiếu cái dấu trường âm chữ gia, bây gia, bây giờ lát, lấy chữ đầu là chữ P, đoạn trùng lập. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai
là có những bài kinh trùng lập. Chẳng hạn như là bài kinh Khatikara, mà trong cái chương thứ nhất á, trong cái chương thứ nhất là cái chương tương ưng chư thiên phẩm thiêu trái, có cái bài kinh này, nguyên văn của bài kinh này. Rồi bây giờ đến cái phẩm tương ưng thiên tử, chương 2 tương ưng thiên tử phẩm các mọi đạo cũng có cái bài kinh này. Thì chúng ta không thể mà chúng ta nói rằng là giữ nguyên chánh kinh không lược bớt cái sự trùng lập được, là tại sao vậy? Vì trong tương ưng bộ kinh, những cái tập sau đó, thì chúng ta vẫn thấy có những cái bài kinh, một loạt nhiều bài kinh mà Đức Phật này đã thuyết trong những thời điểm khác nhau, nhưng mà tôn giả Ananda khi mà ngài trùng tụng trong cái kỳ kết tập tâm tạng thì ngài cũng trùng tụng lại, chứ ngài không có bỏ bớt, ngài không có bỏ. Cũng như trong cái bài kinh này vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là riêng về ở đây đó, chúng ta phải chú ý, nếu như cũng cùng là bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết về thất giác chi, bảy giác chi, khi ngài thuyết cho cái nhóm tỳ kheo khác, nhóm tỳ kheo này thì ngài thuyết bảy giác chi, rồi đến cái nhóm tỳ kheo khác ngài cũng thuyết bảy giác chi, rồi đến cái nhóm tỳ kheo khác nữa ngài cũng thuyết bảy giác chi. Ở tại Sawatthi ngài thuyết bảy giác chi, ở tại Vesali thuyết bảy giác chi, ở tại Rajagaha chẳng hạn. Thì cũng cùng là bài kinh thất giác chi, nhưng mà ngài thuyết ở bảy cái địa điểm khác nhau cho cái hội chúng khác nhau. Thì trong trường hợp đó thì tôn giả Ananda ngài vẫn giữ y nguyên, ngài lặp lại, mặc dù chúng ta đọc nội dung thì chúng ta thấy có cái sự trùng lập, nhưng mà ngài vẫn giữ. Còn riêng về cái trường hợp này kinh thứ 8 nhân phải đến là Phạm Thiên Khatikara. Và Phạm Thiên Khatikara đọc lên một bài kệ với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cũng đọc lên những bài kệ trả lời Khatikara với nhau, thì chúng nên biết rằng đây không trùng lập. Mà ở đây không biết là lý do tại sao, lẽ ra cái chỗ này các vị đó lược được, lược bỏ bớt được, tại vì cùng một thời điểm, cùng một nhân vật và cùng một ý nghĩa, nhưng mà không biết tại sao mà các ngài lại ghi thêm một lần nữa, gọi là ghi lại một lần nữa
Thì riêng về hai cái bài kinh Khatikara đã nói trong cái chương 1, và nay đến cái chương 2 cũng lặp lại, cũng nói lại cái bài kinh. Thì riêng cái chỗ này chúng tôi nghĩ rằng không phải là nói lên cái tinh thần gìn giữ nguyên gốc của kinh điển Pali rồi. Cái sự trùng lập mà nói lên tinh thần bảo thủ gìn giữ nguyên gốc của kinh điển Pali là như thế này. Thí dụ Đức Phật Ngài thuyết về thập nhị nhân duyên, hay là bát chánh đạo, thất giác chi, thí dụ đế, Ngài thuyết về những cái đề tài đó, mà Ngài thuyết ở một thời điểm khác cho cái hội chúng khác, một đối tượng khác nghe. Mặc dù Ngài thuyết cũng cùng cái bài kinh đó, nhưng mà thuyết thời điểm khác nhau, cái hội chúng khác nhau, cho cái đối tượng nghe khác nhau, thì các ngài vẫn, cái tập tâm tạng các ngài vẫn trùng tụng lại y như vậy đó. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta mới cho rằng là không lược bớt cái sự trùng lập đó, là đã nói lên cái tinh thần bảo thủ gìn giữ nguyên gốc của kinh điển Pali. Chỉ có cái trường hợp này mới gọi là nói lên cái tinh thần gìn giữ nguyên gốc của kinh điển thôi. Không biết là chúng tôi trình bày giải thích ở hai điểm đó quý vị có nhận ra hay không? Thôi thì bây giờ cũng tỉnh thượng tuệ, tự quyền trở lại điều họp tiếp. Nam mô Bổn Thầy. Giờ thầy sa thú, giờ chúng con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Dù có thật như vậy, ông kinh đấy có thể nói rằng là nếu mà chúng ta tại sao mới sự trùng lập như vậy, thì nó có hai cái điều mà chúng ta vừa nghe sư phụ Thầy Siêu đã giảng thuyết cho quý vị. Cho nên ở trong tinh thần kinh văn, chúng ta không có nói mà phải có một cái lượng cứ lượng chúng một cách rõ ràng, thì điều này nó sẽ được tốt đẹp hơn. Dạ, tiếp theo thì có lẽ là hôm nay thì sư phụ cũng hơi mệt rồi. Dạ, thì tôi coi như là đưa cho tới bờ, tới bến, đúng không? Tới Paramattha Parami luôn. Dạ. Thì câu hỏi số 2 cũng là câu thảo luận liên quan đến cái việc trùng thuật tâm tạng Bali. Câu hỏi rằng là tại sao kết tập kinh điển lần đầu tiên ở tại Vương Xá Thành, những trùng lập này, nếu trùng lập lại là xảy ra, phải chăng do cái sự sắp xếp bố cục của chương hay là phẩm? Dạ. Yeah. Thì đây cũng là câu hỏi mà cũng mang tính cần một cái sự chuyên nghiệp, cần một cái sự lục lạo của sư phụ hiểu biết từ xưa tới nay về tam tạng kinh điển. Dạ. Yeah. Kính cung thỉnh sư phụ Quang Hỷ tiếp tục sư phụ thảo luận cho chúng con được hiểu biết. Dạ. Yeah. Cung kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái việc mà ghi chép phân ra chương phẩm đó là ở những lần kết tập tâm tạng về sau này, dần dần các ngài, các vị A-la-hán về sau, trong cái lần thứ
hai, lần thứ ba, lần thứ tư đó các ngài mới ghi chép lại đó, các ngài mới trùng tụng. Chứ còn cái lần thứ nhất, lần thứ hai cho đến lần thứ ba thì cái đó gọi là muốn khắp bà tháp, muốn khắp bà tháp, tức là khẩu, tức là khẩu truyền, kết tập tam tạng bằng cách khẩu truyền. Khẩu truyền thì các vị nó chỉ học thuộc lòng những cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết giảng, chứ chưa có phân định được chương, chưa có phân ra chương mục, chương phẩm gì cả. Chúng ta đọc lại ở trong Chu Lâu Quát Cá, trong cái kỳ mà Panchasataka, tức là kỳ kết tập tam tạng đầu tiên với 500 vị A-la-hán đó, thì lúc đó là tôn giả Mahakaspa ngài chỉ vấn luật rồi tôn giả Upali ngài đáp cái hình thức vấn đáp thôi. Này hiện giả, cái điều Parachika, cái điều học Parachika Methuna Sikkhapada, Sikkhapadang ấy, được Đức Thế Tôn chế định ở đâu, vì ai, do cái sự việc gì ngài chế định một lần thành cái điều học, hay là có nhiều cái anupanyati, có nhiều cái phụ chế khác, giống như luật mà chúng ta có cái luật dự thảo, luật bổ sung vậy đó, nghĩa là phải sửa hai ba lần nó mới thành cái điều luật chắc chắn. Trong luật của Đức Phật ngài có cái trường hợp đó, gọi là panyati anupanyati. Thì tôn giả năng, tôn giả Mahakaspa ngài vấn theo cái kiểu cách đó. Thì lúc bây giờ tôn giả Upali ngài mới trả lời cứ tuần tự như vậy. Xong rồi tới tôn giả Nanda là trả lời về những câu hỏi của tôn giả Mahakaspa về những cái bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết ở đâu, thuyết cho ai, nội dung đó cái gì, thì lúc đó tôn giả mới đề cập đến. Thì cái việc mà xếp thành bộ kinh, thành bộ tạng, phân ra ba tạng, phân ra nhiều bộ, rồi mỗi một bộ như vẫn có nhiều chương, nhiều phẩm, thì cái này là do các cái kiệt kết tập tam tạng sau, tức là bắt đầu từ lần kết tập lần thứ ba trở đi đó, lần thứ ba thứ tư trở đi thì các ngài mới bắt đầu ngài phân ra. Vì sao vậy? Là bởi vì trong ba kỳ kết tập đầu là muốn khắp ba tháng là khẩu truyền, chứ chưa có viết văn bản. Và hơn nữa lúc đó là các vị A-la-hán khi mà ngày trùng tuyên, thì lúc đó vị trưởng lão chủ tọa kết tập tâm tạng đó, sau khi kết tập xong là mới đóng khung lại và căn dặn chư tăng, những vị nào mà là những vị Vinayathara,
số toàn tư cách thara hay là phê thầm biết cách thara, thì những vị nào, một số vị này có trách nhiệm là dạy cho các đệ tử của vị ấy học thuộc lòng tạng vi diệu pháp. Rồi những vị nào mà thiên về tạng kinh đó, thì hãy dạy cho các đệ tử học thuộc lòng về tạng kinh. Rồi những vị kia thì dạy đệ tử học lòng về tạng luật. Cứ làm như vậy. Nhưng mà sau này các vị A-la-hán này mới suy nghĩ là dần dần cái trí tuệ và trí nhớ thì chúng sanh nó giảm đi, cho nên không thể học thuộc lòng được hết. Nếu mà không thuộc lòng được hết như vậy thì các vị nhớ nó sẽ sai, không có đầu không có đuôi, nhớ bên đây lẫn lộn qua bên kia, bên kia lẫn lộn bên đây. Do đó cho nên các ngài phải quyết định lại là cách đầu tiên trong cái kỳ kết tập tâm lặng thứ nhất là chỉ trùng tuyên về thâm mô vô, tức là pháp và luật thôi. Pháp tức là gồm có kinh và thắng, luật riêng ngài Úc Bà Lê trách nhiệm về bài mà Đức Phật ngài đã chế định. Cho đến vị thứ hai đó thì các vị đó mới sắp đặt thành năm cái đi cà giá, năm đi cà giá. Cái thời đó đó thưa vị, giáo pháp của Đức Phật chỉ có năm đi cà giá thôi. Cho nên chúng ta thường nghe các vị nói rằng, như ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài thường hay nói, giáo lý nguyên thủy nằm ở trong năm bộ đi cà giá. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ nằm ở trong tạng kinh. Và ngay trong lúc đó thưa quý vị, là các ngài chỉ phân định luật tạng với trong cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ hai, những vị thuộc về luật và thuộc về thắng pháp thì nằm ở trong tiểu bộ kinh của Đắc Kha Ni Cà Giá. Cho nên lúc đó chúng ta chỉ có từ bộ kinh, trong bộ kinh tương ưng, bộ kinh tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh thì nó gồm luôn cả, gồm luôn cả về luật và thắng pháp. Nhưng mà sau này đến kỳ kết tập tâm tạng lần thứ tư đó, thì các ngài thấy rằng cái dung lượng của năm bộ nó không có đồng đều. Do đó cho nên các ngài mới tách ra ở từ tiểu bộ kinh đó, lấy năm ni ca giá, đi khá ni ca giá, mát chê ma ni ca giá, sàng vô ta ni ca giá, ăn vô ta ra ni ca giá, khô ra ca ni ca giá, thì các ngài để làm thành tạng kinh số tàn tác với tất cả. Rồi những gì thuộc về luật thì các để riêng qua một tạng thì gọi là tạng luật với tất giáp với tất cả. Rồi mới tạng ví dụ pháp được tách ra đó, được tách ra mới là bảy bộ tạng ví dụ pháp. Bắt đầu từ đó chúng ta mới có được ba tạng. Chứ còn cái kỳ cái tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai thì chưa có tâm tạng đâu thưa quý vị. Bắt đầu từ lần thứ ba trở đi thì chúng ta mới có đủ tâm tạng. Mặc dù cũng có ghém bao nhiêu đó, nhưng mà các ngài trộn qua trộn lại, các ngài phân chia sắp xếp, nó mới thành ba tạng. Thì như vậy ở đây đó, khi mà nói đến kết tập tâm tạng lần đầu tiên tại phương sát thành với những cái trùng lập xảy ra, phải chăng do sự sắp xếp bố cục của chư phẩm, thì cái câu này chúng tôi không hiểu cái câu. Vì khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy
cái sự sắp xếp bố cục chương phẩm hay là những cái kỳ kết tập tâm tạng sau mới phân ra chương phẩm. Còn cái buổi đầu thì không có, không phân chương phẩm. Nhưng mà những cái sự trùng lập xảy ra là do đâu? Là bởi vì các vị có trách nhiệm trùng tuyên như là tôn giả Ananda và tôn giả Upali, là cái, rồi dưới cái sự chủ tọa vấn hỏi những cái câu hỏi cho hai vị đó trả lời, thì hệ tôn giả Mahakasva này trả lời sao, ngày hỏi sao thì các vị đó sẽ đáp như vậy. Cho nên mới có cái sự trùng lập. Và khi tôn giả Upali ngài trả lời những cái câu hỏi có liên quan đến luật, thì khi ngài nhắc lại cái cuộc đời của Đức Phật, từ khi mà ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề cho đến khi mà ngài đi chuyển pháp luân, ngài thuyết pháp cho năm thầy Kiều Trần Dương đắc A La Hán với kinh Vô Ngã Tướng diễn hạn, thì lúc đó đó về kinh chuyển pháp luân hay về kinh Vô Ngã Tướng, thì tới phiên thì tôn giả Ananda lúc mà ngài trả lời bên kia đó, ngài trả lời về pháp á, về tham mô, thì ngài đã trả lời lặp lại trùng tuyên là những bài kinh đó rồi. Cho nên chính vì chỗ đó mới có cái sự trùng lập. Nhưng mà sau này kết tập tâm tạng dầu cho phân ra làm ba tạng và nhiều bộ đi nữa, các ngài vẫn xào qua xào lại vẫn giữ y nguyên như vậy. Là bởi tại sao? Bởi vì do từ lúc ban đầu các ngài đã tính toán đến Phanavara, tức là một cái thiên nó gồm có 8.400 chữ, cứ mỗi thiên ngày phân ra như vậy. Thì bây giờ dầu cho xào qua bố cục như thế nào nữa, biển sao vẫn phải đủ thôi, vẫn phải đủ cái số câu, cái số chữ đó thôi. Cho nên chính vì chỗ đó mới có trùng lập xảy ra. Chúng tôi xin được trả lời như vậy. Bởi vì chúng ta chỉ còn có 8 phút cho cái câu hỏi số 2 thôi. Sao tôi cái trường thì tôi tự siêu. Bạch chưa tôi đức là thương sư tử còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ thêm một điều. Khi mà chúng ta dùng cái chữ Nikaya hay là chữ Agama, Nikaya chúng ta gọi là bộ kinh và Agama chúng ta gọi là Ahama, thì mang cái ý nghĩa là một sưu tập, một cái collection, một sưu tập. Và khi là một collection đó, thì nó hỗn hợp rất là nhiều những cái ý nghĩa mà được trùng tuyên, chứ không phải là được sáng tác. Thật ra những cái bộ Nikaya đó lại mang nhiều cái bài kinh mà được tôn giả Ananda trùng tụng lại lời của Đức Phật dạy. Nó không giống như một tác phẩm mà có bố kịch hẳn hoi. Ví dụ sau này quý vị đọc những bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị thấy đó là một cái tác phẩm lớn. Và do vì được viết một cách rất là thứ lớp, không có trùng lập, và biết như là một tác phẩm. Riêng về ở trong bộ Nikaya thì thưa quý vị, những điều này đó là tôn giả Ananda chỉ đơn thuần làm cái công việc là gọi là trùng tuyên và kết tập, và lặp lại và để kết tập. Và do vậy thưa quý vị, hơi khác với tính chất là chúng ta nhìn vào trong một tác phẩm. Và khi mà chúng ta đọc vào trong, chúng tôi không biết thiền tọa thì siêu có nói điểm này hay không, nhưng mà khi nãy chúng tôi không có mặt trong room meeting, chúng tôi chỉ xin nói thêm một điều là khi mà chúng ta đọc thấy có những cái đoạn kinh nó đã trùng lập rồi mà các ngài vẫn giữ nguyên, đối với chúng tôi thì điều đó là một cái biểu hiện rất là đáng quý. Tại sao nó đáng quý? Thì điều đó nói lên cái tinh thần bảo thủ
của các vị A-sa-lê khi kết tập, các ngài nhất định là giữ nguyên, không có thêm bớt. Dạ, cái cuộc trong cuộc kết tập tâm tạng đã để như vậy, như hồi nãy tổ sư có đề cập mà chúng tôi nghe được, đó là một bộ thì có bao nhiêu phẩm, bao nhiêu chương, thậm chí có bao nhiêu chữ, bao nhiêu đoạn văn, thì các ngài giữ nguyên, giữ nguyên như là một cái sự tôn trọng. Dạ, tôn trọng chánh văn. Tại ra khi mà chúng tôi gặp ngài Phu Đí, nói chuyện với ngài Phu Đí và nói chuyện với ngài Thanissaro, thì tất cả các vị đó đều cũng chia sẻ cái quan niệm đó, rất là cảm kích. Rất là cảm kích là những bậc tiền nhân đi trước đã chọn một thái độ trung thành, bảo thủ, thà chúng ta giữ nguyên, rồi sau này đó khi mà mình học, mình giảng, mình chắt lọc, mình lựa chọn á, thì đó là chuyện của mình. Dạ. Nhưng mà cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải có cái gốc. Cái gốc căn bản á, thì cái ngọn nó mới không sai được. Thật ra do vậy, những cái việc mà soạn đi, soạn lại như những tác phẩm hậu tác á, thì thưa quý vị, quả thực là nó có bài bản thật, quả thực là nó có lớp lang thật, quả thực là nó không có trùng lập. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng nó mất đi cái bản sắc, mà cái mà chúng ta gọi là bản sắc nguyên nguyên hay là bản sắc nguyên thủy của kinh điển. Và cũng trong cái ý nghĩa mà khi mà nói về cái tập kinh điển đó, thì ngài Buddhist khi chúng tôi gặp ngài, ngài có nói đó là khi Tôn giả Ananda kết tập đó, thì ngài đặc biệt là ngài kết tập theo cái cách gọi là truyền khẩu. Và chúng ta nên biết truyền khẩu. Cái truyền khẩu đó là ví dụ như quý vị nghe một ông Bà La Môn Farado Chá, hay là hay là trưởng giả Upali, khi mà quý vị tâm bảo thì đều nói một câu là bạch Đức Thế Tôn như người đem ánh sáng vào chỗ tối, lật lên những gì bị úp xuống và khiến cho người mù được thấy. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nhận biết cho con từ nay cho đến trọn đời, là đệ tử đã quy Tam Bảo, đã quy ngưỡng Tam Bảo. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy đó, thì chúng thấy ủa, tại sao một chục người thì nói một chục quy giống nhau? Nó giống nhau là chỉ một cái đoạn đó, không phải là lúc đó những ông nói giống hoàn toàn như vậy. Dĩ nhiên là có người nói chữ này, nhưng mà Tôn giả Ananda đã cố tình để làm một cái như vậy á, để cho những cái vị truyền khẩu học thuộc lòng á. Tại vì cái lời nó không có quan trọng, nó chỉ mang tính cách là phát tâm quy ngưỡng mà thôi. Tại ra dùng một cách chung là để các vị học truyền khẩu sau này khỏi phải nhớ là trưởng giả Upali lúc mà quy bằng nói kiểu này, hay là Bà La Môn Phật Giá nói kiểu kia, nó khác với nhau một vài câu. Nên chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái đoạn trùng lập, nhưng mà sự trùng lập đó là một sự cố tình. Bởi vì hồi nãy quý vị nghe Tòa Từ Siêu nói rằng thời đó không có sách vở, thời đó chưa đăng đi đó đi đây, không có mang theo cái thư viện, mà dĩ nhiên cũng có laptop đó, cũng có internet gì chúng ta bây giờ. Tất cả đều trông cậy vào sự học thuộc lòng. Và thời xưa thưa quý vị, cái chuyện học thuộc lòng là chuyện rất là bình thường lắm. Đến nỗi mà chúng tôi đi thăm những ngôi chùa như là Nakhon Bạch Thọ, một ngôi chùa họ cất một cái tháp rất lớn và họ khắc những cái lời kinh ở trên tường. Chư Tăng mỗi ngày đến tường đó để mà học thuộc lòng. Đó là cái cách là ở trong một ngôi chùa mà có kinh văn khắc trên tường. Còn ở những nơi khác thì chỉ trông cậy vào trí nhớ của các vị A-sa-lê. Và cho đến giờ phút này, theo nhiều học giả đó, thì chính cái văn học truyền khẩu lại là văn học nó trung thành hơn là cái văn học mà được viết trên giấy trắng bút đen. Tức là quý vị ngạc nhiên lắm phải không? Đa số chúng ta đều nghĩ rằng cái gì mà viết trên giấy trắng bút đen á, thì cái đó là cái có thể nói là bảo đảm hơn là truyền khẩu. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, chúng tôi đã biết rất là nhiều giấy trắng bút đen nó hay tam sao thất bột lắm. Nhưng mà truyền khẩu á, người ta bắt buộc phải học thuộc lòng. Và nếu mà quý vị đọc kỹ lại trong những cuộc kết tập tâm tạng cho đến thời đại của chúng ta đó, thì đã có cuộc kết tập tâm tạng lần thứ 6 khi diễn ra, khi mà Phật lịch 2500 năm á, thì cũng một cái cách như vậy. Chư Tăng Lào, Chư Tăng Campuchia, Chư Tăng Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ ngồi trở lại với nhau, và một cái vị bước lên đọc từng
câu từng dầu, và chư tăng sẽ cùng nhau nghe lắng nghe. Và nếu có điều gì biệt chư tăng nói, thì thỉnh thoảng nó có một vài gì biệt, nhưng cái gì biệt nó không có đáng kể, hoàn toàn không đáng kể, mà tam đẳng vẫn giữ nguyên nguyên. Đó là cái giá trị của văn học truyền thống. Rồi chúng ta nên hiểu điều này để chúng ta trân trọng kho tàng tam đẳng kinh điển. Và cũng là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi không có muốn thông qua bài này, và chúng tôi muốn tạm giữ lại bài này để chúng ta có dịp để bàn về một điểm. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với giáo trình kinh tương ưng mà giảng sư ngày mai là Thượng tọa Pháp Đăng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư tôn đức đã vào để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để đoàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hôn tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đà hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.